Hi, chào anh em nói chị Lượng, mình là Tàu Lũ X8. Đây là video bản đa tập số 139 của mình với một gác ở server số 58 V10 mốc quay mèo tối đa. Lực chiến thì mình phải nói là hết sức là cao, lên tới hơn 850.000 lực chiến. Đội hình hiện tại đang là sử dụng đội hình siêu hỏa tứ hồn, tương đối là chuẩn chỉ với cặp dị cao led. Khả năng đam cực kỳ khủng khiếp với bút chí mạng tới từ hai bó xi, đó là chít hỏa và ca phẩy. Còn vệ tư chất 13 có thể nói là tốt nhất hiện nay, đó chính là Yashiro, thức tỉnh vũ khí tất cả rồi các bạn. Mình cũng check môn cho anh em theo dõi luôn. Leo La Dị đã nhị môn, ca phẩy đã tứ môn, Yori Dị đã tứ môn, chít hỏa thì đang nâng lên tứ môn, Yashiro thổ thì là tứ môn, hết sức là ổn định đúng không? Trong kho thì vẫn còn Ainis, vẫn còn Ishi 5 sao. Rồi đội hình chính mình nghĩ như này là hết sức ổn rồi, với cái lực chiến rất là cao. Và mình nghĩ rằng thực ra cái đội hình này nó cũng không phải gọi quá đặc biệt, khi mà rất là nhiều người đã từng dùng, và cái hiệu quả của nó thì mình nghĩ rằng cũng đã hết sức là rất nhiều cái video clip đó minh chứng rồi. Top đấu trường 20:59 của ác này trong ngày hôm nay, top 20:59 của trong ngày hôm nay đó là top hạng 14, dù chủ ác không online mấy, chính xác là không online luôn. Đây đúng không, còn nguyên si chứ đánh lên thì hoàn toàn là có thể nhăm nhe vào top 10. Về đội hình tương lai cho ác này thì mình nghĩ rằng hỏa tứ hồn vẫn là cái điều gì đó mạnh mẽ nhất về ác này, đặc biệt khi mà cao nét nó ra được trạng thái nhị môn đấy các bạn. Thực sự nó búp cho team hỏa nó tốt hơn nhiều. Sau này thì lục môn của nó còn búp cho team hỏa một cách khủng khiếp nữa, tức là võ sĩ của bạn có càng nhiều team hỏa, càng nhiều võ sĩ hỏa thì nó lại càng được hưởng lợi nhiều. Đây có tới 4 võ sĩ hỏa rồi đúng không? Về định hình tương lai nữa thì mình nghĩ rằng hoàn toàn có thể thay vị trí Yashiro thổ bằng vị trí của Omega Lugo. Trong kho thì mình cũng thấy bạn ấy đã chuẩn bị có săn bao nhiêu, ngoài những võ sĩ có được rồi đây mình cũng check môn luôn này, check các võ sĩ luôn, cũng có 80 mảnh Omega Lugo. Các võ sĩ đấy rất là ổn các bạn, hầu hết có hết rồi, còn thiếu có 3 võ sĩ thôi, chính xác hơn là 2 võ sĩ, khi mà Benimaru thì ai cũng đều chưa có cả. Vì danh sách túi đồ ác này đang có mảnh vẫn đang còn 74 mảnh, trong các thẻ tướng thì rõ ràng là Omega Ruho nổi trội này, còn 71 chia dương thân, trong này còn 709 cái mảnh hồn khí. Anh em chủ yếu đổi hồn hiệu hồn sách dần đi thôi đúng không? Đặc biệt là những hồn hiệu hồn sách thiếu, thực ra VIP 10 cũng gọi là VIP tương đối cao rồi, cũng lạp đến 7-8 triệu ở đây rồi, cho nên là thành ra là cái tiềm lực của ác nó cũng rất là khỏe, chứ cũng không như kiểu ác nông dân. Rồi mình xem còn check cái gì nữa không nhỉ? Đây, top đấu trường hiện tại mình check chưa nhỉ? Hình như check rồi đúng không? Check rồi. Đây, hiện tại là top 14. Mình nghĩ rằng hoàn toàn phải đánh lên được top trong top 10. Mình nghĩ rằng không khó lắm. Không khó lắm. Rồi, hơi lao ra chút. Còn về anh em nào về thì bui to lên thôi. Giá của ác này tương đối là rẻ, các anh em nông dân nào xuất ác này 900k siêu hạt rẻ. Bạn nào mua ác liên hệ với mình theo số điện thoại bên dưới phần mô tả video. Đây là video bán ác tập số 139 với đội hình full boss 6 sao. Chính xác là có hai con tư chất 13.5, đều được ăn môn miếng đầy học đầy đủ tư thế. Giá ác này là 900k. Bạn nào mua ác bằng thẻ điện thoại 1,1 triệu